bạn nào mà cuối năm rồi vẫn chưa mua được túi mới thì chú ý vào đây một chút nha. Vì mình sẽ gợi ý cho các bạn một mẫu túi điệu điệu sang sang để đi từ cuối năm hay là đi chụp Tết thì cũng được luôn này. Kiều ơi, nó xinh, xinh đúng không? Đúng kiểu các bạn đang tìm kiếm rồi gì? Đấy, trông rất là quảng cáo nhưng lại là review nha. Ở trong thì thế này thôi nhưng mà điện thoại GoPro Max là không có vừa đâu đấy. Mic vé dài Tết thì mình cầm tay này. Có len đồ đi chơi thì mình đeo chéo cũng được luôn. Nhớ là chọn cái màu trắng nhé, cho nó kinh tế, dễ phối đồ mà mic mở kiểu gì cũng hợp cơ. Mà cái bóc bên này cũng xinh nhé, nên là các bạn dùng để làm quà thì cũng được luôn nha. Từ khi thấy được sức mạnh của những món phụ kiện khi phối đồ thì mình càng phải chú trọng hơn về những cái món phụ kiện này. Đợt này mình mua được rất là nhiều món hay ho và giá cả cũng cực kỳ phải chăng. Cái túi này phải nói rất là chất lượng luôn. Chưa tới 200 mà từng đường kim, mũi chỉ và chi tiết của em này rất là sắc nét. Có túi chống sốc cho mọi người nên khi nhận hàng không bị mất form. Và cũng tặng kèm cho mọi người một dây đeo chéo rất là chắc chắn. Em túi này chắc chắn là chân ái cho bạn nào mà hay đựng nhiều đồ. Nói về mẫu thì mình rất thích cái sốc quốc tế này. Mẫu rất là chất lượng, chỉnh chu, còn có cả tag này nè mọi người. Em này đội lên khá là dễ và đứng form. Đối với các bạn yêu phong cách Hàn Quốc thì rồi không thể thiếu. Và thời tiết bây giờ còn là mùa đông nữa, phối chung với áo len là hết bài luôn. Mình đặt ba màu khác nhau, hai em này là hai em trơn. Chất nỉ của em này khá là mềm mịn và dày dặn, và bảng màu của em này cũng rất là đa dạng luôn. Đợt vừa rồi thấy Đà Lạt lạnh quá nên mình phải đặt thêm hai đôi bao tay. Em này là chất len mịn á, sờ rất là thích, cũng khá là đa dạng màu và freestyle. Kiểu này thì mọi người rất là dễ để đi vô, có mấy em này rồi thì đi Đà Lạt khỏi sợ lạnh. Đây có khi lại là hai mẫu bút mà các bạn sẽ cần trong dịp Tết này đấy. Đầu tiên thì sẽ dành cho team thích mặc đồ năng động trước nhá. Cái dáng bút cổ thấp này thì chắc là không còn xa lạ gì với mọi người nữa rồi. Mình mới sắm em này bởi vì mình thích cái da lì hơn da bóng, với cả nó cũng cao đâu đấy được khoảng 5 phân đấy. Chất da khá là mềm nên là đi lên chân cực kỳ thoải mái nhá. Em này đi với đồ năng động rất là xinh luôn. Sau này em bút thứ hai thì chắc là được coi là giày quốc dân của mọi người rồi. Được cái thì da của em này mềm đấy, bên trong thì cũng có cả lót lông nữa. Đế của nó thì cao khoảng 3 phân nha. Đôi này có khi là dành cho team bánh bèo đấy. Bảo sao nó lại là giày quốc dân, bởi vì nó mix được với rất là nhiều outfit khác nhau, đặc biệt là áo len nhá. Ba dấu hiệu nhận biết bạn là một người rất cool nè, không có đùa đâu, cute có sức không kề gồm lắm đấy nhá. Thế nên là không được bỏ qua cái video này đâu nha. Dấu hiệu đầu tiên là bạn rất hay cười đó, đi đâu mà cũng tươi tắn vui vẻ như thế này thì có phải là ai nhìn cũng muốn yêu cũng muốn gần không. Dấu hiệu thứ hai, đôi khi thì mình thấy là mấy chó con bò kiểu ba linh tinh cũng rất là đáng yêu đấy chứ. Thì thấy là người khác thôi chứ mình làm thì nó lạ lắm rồi nhá. Và cuối cùng điều quan trọng nhất thì phải nói đi nói lại 3 lần, và đó cũng là lý do mà một cái áo phải cẩn thận in cả 3 chữ cute đây này. Một khi đã mặc vào rồi thì đâu ai còn dám phủ nhận nữa luôn, mà nó còn xinh như thế này nữa thì mình xin phép được là người cute một ngày nhá. Năm mới lại đến em vẫn lại bóng một mình, mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha cho em về quê ăn Tết linh đình, cái sách hành lý mẹ em phải vất vả xin. Đến quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa, tận đây chợ phiên người ta chen chúc đầy đưa. Thì đến nhà vui làm sao kể hết cho vừa. Mẹ Hãy
giải chân dung ngọt hơn cả miếng lùi. Chụp ảnh không khó như các bạn nghĩ đâu, để mình match cho nhá. Trên cái tinh thần người đẹp vì lụa thì các bạn chọn cho mình một chiếc áo mà kiệu ngọt một chút, còn cute thì nhiều nhớ nhá. Áo mà mình chọn thì là len crop top nhưng mà một bên hồng một bên vàng trông lạ mắt dã man, mix thêm với chân váy và mũ nữa là thành cái outfit quá ư là muốn yêu rồi. Step này chụp chân dung thì mình chụp từ đường chân váy lên thôi nhá, và bí quyết của mình chính là quay lại video và cắt ảnh từ đó nhá. Không biết là có ai giống mình không nhưng mà nhớ là cười lên, cười cho thật tươi vào. Các bạn nếu ngại hở mặt thì nhìn xuống cũng được, không sao đâu vì outfit đã chiếm trọn 10 điểm rồi. À, cái áo này còn có cả màu xanh nữa đấy. Ok, và sau khi cắt ảnh thì cùng mình xem thành quả nhá. Vui vẻ, công hiến đất đai.